Thì bây giờ nguyện làm cho đẹp mặt mày Ở nơi đây coi như là tổ tiên ông bà cha mẹ của mình Sanh ra con, sanh ra cháu Và mong mỏi làm sao cho con cháu mà được phát tâm tu Thì cái chỗ này là đẹp mặt nở mày Nếu như bây giờ con là cháu Mà không chịu tu rồi đó Ông bà cha mẹ mình có đẹp mặt nở mày không có bác anh em trong đạo Làm gì mà đẹp mặt nở mày được phải không hữu bất ưu tâm nhân tử hiếu là cha chẳng có lòng lo bởi vì nhân có người con có hiếu. Hu vô huyền não thị thê hiền. Vì vậy cho nên nếu như cái người con có hiếu, tất nhiên là ông bà mình có như là đẹp mặt nở mày lắm các bác anh em đồng đạo. Cho nên nếu như sanh ra cái người con có hiếu thảo thì bây giờ ở trên đời này đi ăn đi tới đâu. Đồng đạo hỏi hai câu. Tu cầu tâm tổ siêu thăng Phật đài nguyện làm cho đẹp mặt mày mà đồng đạo hỏi tu cầu có đủ để cho tâm tổ siêu thăng Phật đài hay không? Đây là phần tu cầu. Nếu không đủ, chúng ta phải làm thêm những gì để cho nó đủ tiêu chuẩn để cho tâm tổ được siêu thăng Phật đài. Phần tiếp theo là nguyện làm cho đẹp mặt mày. Mà làm đẹp mặt mày này làm đẹp như thế nào cho đẹp mặt mày Mà cái đẹp mặt mày này là người làm đẹp mặt mày hay là tông tổ đẹp mặt mày Người ta muốn hỏi gõ trở lại mặt mình đẹp Làm cho mình đẹp hay sao Nam Mô A Di Đà Phật Anh Tư giải cho gõ phần này Nam Mô A Di Đà Phật Dạ kính thưa chú quý vị à, Tiếp theo cái tiêu đề thứ hai mà được đồng đạo nêu lên trong cái bài cúng nguyện của mình hàng ngày phải không mình cúng nguyện trong hàng ngày nhưng mà khi chúng ta chấp tay nguyện cúng đó mà không có hiểu được cái ý đó hen thì nó chưa có đi sâu vào trong tâm khảm của mình cho nên mình nguyện tới đâu là thông thấu tới đó nghĩa là hiểu cái nghĩa của nó để mà chúng ta cầu thì nó mới thành đạt được cao cô bác anh em trong đạo cho nên đồng đạo mới đưa lên hai câu đó là nguyện làm cho đẹp mặt mày Tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài mới nguyện làm cho đẹp mặt mày Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi là tu cầu tông tổ Là hằng ngày chúng ta cầu như vậy Được siêu thăng Phật đài Mà như vậy là đủ chưa Nếu chưa đủ là chúng ta phải cần làm cái gì nữa Cô bác anh em chung đạo Thưa cô bác, thưa chú quý vị rồi bây giờ chúng tôi đặt lại cái câu hỏi giống như đồng đạo hằng ngày chúng ta tu cầu vậy đủ chưa cô bác thưa chưa quý vị chắc có lẽ là chưa đủ đâu Thấy không là phật tử đáp đền hiếu thảo không những là cơm áo mà thôi mà còn đem đạo siêu dời cứu cho cha mẹ mà được ngồi tòi sen vậy thì bây giờ coi như là tu cầu tôn tổ siêu thăng phật đài là nói khi ông bà cha mẹ của mình quá dạng ha, là mình có bổn phận tu cầu sống thì lo thể xác mà thác thì lo tu cầu linh hồn cho nên sống toan cung phụng ăn cần mà thác thời cầu đặng gửi thân liên đài vậy thì bây giờ cái người tu chúng ta đó là hàng ngày là cầu tu cầu là tu cầu tôn tổ siêu thăng phật đại vậy thì bây giờ trong cái chỗ tu cầu nó có hai cái nguyện cầu một là nhị nguyện cầu Nam mô nhị nguyện cầu cử quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh Rồi nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ Phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương đó là tu cầu Cái đó là bốn phận mình tu cầu Vậy thì bây giờ hàng ngày chúng ta tu cầu ông bà của mình Coi như là được siêu thăng lên miền cực lạc thoát độ trầm lưng Nhưng mà bây giờ cái hàng ngày việc hành động của mình Có thật sự coi như là chúng ta tu cầu chưa vậy hả à? Còn bác anh em chứ không đạo Nếu thật sự cứ như là tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đại Là mình phải làm sao á Là qua cái câu thứ hai này Tất nhiên là tiếp tục đó là nguyện làm Cho đẹp mặt mày Là cái chỗ này coi như là tông tổ mới siêu thăng này Nguyện làm cho đẹp mặt mày Thoát nơi khổ hải mà liên đài được lên Vậy thì bây giờ nguyện làm cho đẹp mặt mày Rồi đồng đạo tám sĩ hỏi chứ Bây giờ mình nguyện làm cho đẹp mặt mày Mà đẹp mặt mày ai vậy hả mình đẹp mặt mày có như là mình ha đẹp mặt mày có như là cha mẹ ông bà của mình bây giờ nó mau đi nguyện làm cho đẹp mặt mày tất nhiên là đẹp mặt nở mày cho ông bà tổ tiên cha mẹ của mình nghe chứ không phải nguyện làm cho đẹp mặt mày là mình muốn làm cho đẹp mặt đẹp mày của mình là không phải cô bác anh em dùng đạo Tại vì nếu như mà làm đẹp mặt đẹp mày của mình Thì mình tô son ướp phấn tô lục úp hồng vô hiện đẹp chứ có gì đâu Phải không Cắt tỉa này kia làm cho nó gọn ghẽ lại đẹp Nhưng mà cái đó là thấy chúng sanh trao trĩa mặt mày Trao chỉa mặt mày Chứ đâu phải coi như là coi như là đẹp mặt nữa mãi Vậy thì thấy chúng sanh trao trĩa mặt mày Chứ chẳng chịu trao tâm trĩa tánh Mà mình quan trọng trong chỗ là trao tâm trĩa tánh Thưa cô bác anh em chúng đạo Vậy thì bây giờ nguyện làm cho đẹp mặt mày Ở nơi đây coi như là tổ tiên ông bà cha mẹ của mình Sanh ra con, sanh ra cháu Và mong mỏi làm sao cho con cháu mà được phát tâm tu Thì cái chỗ này là đẹp mặt nở mày Nếu như bây giờ con là cháu Mà không chịu tu rồi đó Ông bà cha mẹ mình có đẹp mặt nở mày không? Cô bác anh em dân đạo Làm gì mà đẹp mặt nở mày được phải không? Hữu bất ưu tâm nhân tử hiếu Là cha chẳng có lòng lo Bởi vì nhân có người con có hiếu hu vô huyền não thị thế hiền Vì vậy cho nên nếu như cái người con có hiếu Tất nhiên là ông bà mình coi như là đẹp mặt nở mài lắm Cô bác anh em trong đạo Cho nên nếu như sanh ra cái người con có hiếu thảo Thì bây giờ ở trên đời này đi đi tới đâu Người ta cũng khen đi tới đâu Người ta cũng khen trân trọng tiền đất coi con có ai hại Mà coi như là ông bà có đức hết sức khen trong khi đó sanh ra được đứa con nó biết tu, biết hiếu hạnh, biết làm phước, biết làm doan vậy Thiệt tình trong khi đó thằng con nó tốt quá tốt Cho nên về bắt đầu ông bà đẹp mặt nó mài cô bác anh em chứ đồng đạo Còn gặp cái thằng đó coi như là nó nhậu, nó quậy, nó phá làng, phá xóm, bẻ ốc, bẻ cõi nữa Ốc, cốc ẩu gì nó cũng bẻ hết trơn trời Đúng đâu nó cũng phá làng, phá xóm trơn trội Bởi là con của ai nó con của ông đó gì nè là cha mẹ mình gỗ mặt với đàn xóm nó cô bác anh em với đồng đạo phải không? Nhưng mà qua cái câu này nguyện làm cho đẹp mặt mài này tất nhiên là phụ mẫu khi cha mẹ ông bà của mình sanh mình ra là trong khi đó là thân thể pháp phu thọ chi phụ mẫu bất cảm quỷ thân hiếu chi thị giả dạ. có nghĩa là mình dốc tóc da là thọ nơi cha mẹ chẳng dám phá quỷ đó là điều trước hết của đạo hiếu cho nên nếu như mà mình coi như là mình uống rượu cờ bạc áo huyện chơi bời theo đằng đếm hoặc giả mình coi như là tác chán chơi bời thì bây giờ thân con người của chúng ta bị sức mẹ tùm lum Thì làm sao mà trong khi đó đẹp mặt nở mày được Phải không Vì vậy cho nên cái điều trước hết của Đạo Hiếu đó tiên là, là chúng ta phải giữ toàn cái thân thể Và cái điều sau của Đạo Hiếu đó là lập thân hành đạo Dương danh ư hậu thế dĩ hiển kỳ phụ mẫu hiếu chi trung dạ Có nghĩa là lập thân hành đạo để tiến tốt đời sau làm rạng danh cha mẹ Đó là điều sau cùng của Đạo Hiếu Quá cái em dân đạo vậy thì bây giờ ông bà cha mẹ của mình mà nếu như chúng ta coi như là biết tu như vậy đó là nguyện làm cho đẹp mặt mày không? rồi bây giờ mặt mày coi như là ông bà cha mẹ của mình coi như là còn sống là đẹp mặt nở mày mà bây giờ đó nếu như ông bà cha mẹ tổ tiên của mình nếu như có về chính suối thì bây giờ nếu như cái người mà tu mà chúng ta biết hiếu thảo Lo cho ông bà cha mẹ của mình Vì con mà tạo nghiệp chẳng lành Hoặc là phạm tội sát sanh Hoặc là đạo tạc kết thành nghiệp sao Khi bỏ sát Hồn vào địa ngục Chịu muôn điều câu thúc hoặc răng Nghĩ thương cha mẹ vô ngàn vì con Mà phải trầm thăng sao đường Cho nên vì con mà phải lưng hầu sanh tử Ở nơi cái con đường mà chính suối vì vậy cho nên bây giờ Đức Thầy mới nói trong bài nhẫn đợi thời cơ Mà bây giờ chúng ta muốn làm đẹp mặt nở mày thì chúng ta phải làm sao thì đức thầy mới nói cho chúng ta biết đó là thất tổ cử quyền nơi chính suối Thấy không rồi sao nữa thất tổ của quyền nơi chính suối ngưỡng mông hậu tấn biết tầm chài râu mài mà biết giữ đạo tâm chay đắc quả thành công cũng có ngày thất tổ của quyền nơi chính suối ngưỡng những mông hậu tấn biết tâm chay À vậy thì bây giờ thất tổ của quyền nơi chính suối Mà muốn làm nguyện làm cho đẹp mặt mày Tất nhiên là mặt mày của ông bà tổ tiên cha mẹ mình ở nơi chính suối Thì bây giờ nếu như chúng ta muốn làm cho đẹp mặt mày Thì bây, bây giờ chúng ta phải tu, phải ăn chay Nguyện làm cho đẹp mặt mày Thì ngưỡng mong hậu tấn là ông bà cha mẹ của mình Mong mình hậu tấn biết tâm trái Là chúng ta biết tu, biết ăn chay biết niệm Phật đây là nguyện làm cho đẹp mặt mày nè. Còn nếu như chúng ta không làm được điều kiện như trên, thì ông bà cha mẹ của mình ở nơi chính suối là buồn khổ lắm cô bác anh em chúng đạo. Vì con mà tạo ra cái nghiệp không lành, rồi sau khi chết coi như là phái, coi như là chuyển lưng trong con đường sanh tử, mà bây giờ chúng ta không chịu tu, không chịu ăn chay, không chịu niệm phật, không chịu hồi hướng, không chịu làm lành, không chịu bố thí để mà hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình ở nơi chính suối đó nghe ông bà cha mẹ của mình không có đẹp mặt nở ngoài được cho nên hôm nay chúng ta nguyện hàng ngày là nguyện làm cho đẹp mặt mày vậy thì bây giờ chúng ta nguyện làm sao để cho ông bà cha mẹ của mình mà được đẹp mặt nở mày ở nơi cái miền chính xứ cô bác anh em đồng đạo mà muốn được như vậy thì hàng ngày chúng ta là mong nhờ Đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cậu tu tất nhiên là chúng ta phải ráng lo tu hay không ráng lo tu để mà chúng ta làm để mà cái trách nhiệm thiên liên trên thì bây giờ ông bà cha mẹ của mình mới được vui cô bác anh em dùng đạo không cho nên chúng tôi đóng hoặc kể quý vị nghe cái chuyện gì một hôm nọ đức phật thích ca mâu ni ngài dẫn ông nang đà ông nan đà tức là đệ tử của đức phật thích ca mâu ni nhưng mà sao trong thời gian ông tu á ông còn mê sắc quá cô bác anh em trong đạo cho nên một hôm nọ đó Đức Phật mới dẫn coi như là ông Năng đà lên trên cẩu trời gặp tất cả các vị tiên đó ngang trong khi đó nên ông Năng đạo gặp nàng tiên nào cũng đẹp lộng lẫy phi thường. Nghe. người nào coi như là cũng khôi ngô tấn tú, lỗ mũi dọc vừa hồng răng hột bắp, má núng đồng tiền nói chuyện coi như người nào cũng trắng như qua mà qua như phấn, da như phấn. Đẹp quá đẹp cho nên trong khi đó ông Năng đà mà tới chừng mà sau khi ông trở về dương thế rồi đó hen. Ông niệm toàn Nam Mô A Di Đà Tiên không, không nhớ coi như là Phật chút nào hết trơn nhớ tiên không cho nên ông đang đà ông thấy ông đức phật thấy ông đăng đà cái kiểu này mà nhớ tiên hoài cái kiểu này làm sao coi như là ông tu giải thoát được cho nên điều kiện khác đức phật mới tạo điều kiện đó thôi bây giờ có dịp đi xuống dưới địa ngục tôi dẫn cho ông đi thì bây giờ ông đăng đà cũng hiếu kỳ ông nói thôi đi đi ha à, tới chừng mà đi xuống dưới cái cảnh giới địa ngục rồi đấy hen là dài 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 coi như là trong khi đó bị hình phạt coi như là không biết bao nhiêu những cái cảnh trạng mà hình phạt coi như là trong khi đó là không biết bao nhiêu chảo dầu mà chảo dầu nào coi như là trong khi đó cũng có là quỷ sứ đun vô đun vô lửa chế phần 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 hen là bắt người ta chủng vô chủng vô chủng vô nhưng mà tới cái chảo dầu này đó thì lại không có coi như là cái người nào bị chủng vô chân chỗ mà cứ lửa đun vô đun vô không cái ông năng đà đó ông mới tức lý hỏi giả dạ thư đức thế tôn Sao chảo dầu nào cũng có người hành phạt mà trụng vô hết Còn cái chảo dầu này không có ai chân vậy Cái Đức Phật á Mới nói bây giờ nếu mà ngươi muốn biết rồi lại hỏi cái người mà trụng đó đó Người ta đun lửa vô đó hỏi thử coi sao Thì bây giờ ông Năng Đà tức lý lại hỏi Bây giờ tôi hỏi mấy người đó Tại sao chảo dầu nào cũng có như là là cũng có Mà mà phạm nhân để mà đưa vô để mà trụng cho Mà chảo dầu này không có là sao Cái cái người mà trụng lửa nó mới trả lời nó nói ở đây tôi có tôi, tôi có là chụm hoài như vậy tôi là tôi, tôi đung vô lửa vô hoài vậy đó đặng mà tôi chờ là cái ông mà ông tên năng đà cái ông đó ổng là bà con chú bác với đức phật á mà ổng tu không có ngon là ổng móng bác cái các vị tiên chừng hết thuốc rồi đó hen ổng rớt xuống hen là tôi đưa ổng vô đây nè <laughs> nói đến đó gọn quảng hồn quảng vía chân chọi cái ổng lui 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 lại ổng không dám xưng vỗ ngực nữa ông lui lại như là lui lại đụng với đức phật nó mặn cái gì á à? nó bây giờ đừng 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 nhắc tới tôi đừng nhắc tới tên tôi nó biết tên tôi năng đà nó thấy tôi vô đó là chết sợ vậy đó cô bác anh em ông đạo rồi cuối cùng đầu quý vị được biết đó hen là đức phật mới dắt đi một đoạn nữa thì bây giờ gặp một cái tớp ngạ quỷ tớp ngạ quỷ này đó hen là trong khi đó hen là bị hành hà coi như là trong khi đó là bụng thì to bằng cái bụng châu Cổ quá nhỏ giật không nuốt chảy Nuốt chạy bụng thì to bằng cái bụng châu Ngày đêm đó khát buồn đầu giấc chơi chẳng có chỗ nào ấn thân Cơm vừa đút tới mầm thành lửa nước ngậm vào miệng quá dầu sôi Làm cho phỏng lửa cháy môi chịu điều đó khát tanh hâu suốt đời Cho nên quá ơi khổ Mà cái tớp ngạ quỷ coi như là cái bụng bự là cái cổ thì nhỏ mà cái đầu thì to Cô bác anh em chơi đạo Mà không có cái gì ăn chân mà cơm vừa đút là tới miệng là thành lửa trơn Cho nên trong khi đó đó là cái tớp ngạ quỷ này nè nó hết sức coi như là âu sầu áo não Nó buồn khổ vô cùng luôn cô bác anh em chứ đồng đạo không? Nó buồn khổ quá chừng luôn Trong khi đó là bắt đầu Trong khi đó ông Đăng Đào là mới hỏi Nó tại sao mà ngươi coi như là phải đầu thai làm cái ngợ quỷ như thế này Nó nói tại vì cái kiếp của tôi ở trên dương gian á, Là không có chịu tu Là bỏn sẻn rít trống sang lận ít kỹ gian manh xảo trá đủ cách chân trọng cho nên bị cái quả báo bị cái quả báo làm cái con ngạ quỷ này vì vậy cho nên bây giờ tôi khổ quá Mà thêm nữa là, là con là cháu Tôi ở trên dương gian á Không có người nào mà chịu tú trân trội Không có ai chịu ăn chay Không chịu ai niệm Phật Mà mỗi một cái lần đám dỗ tôi vậy Còn lại sát châu, sát heo, sát gà, sát vịt Đưa đơn, đưa đơn vô hoài Đưa đơn kiếp mà bây giờ tôi biết là Ở đây là vĩnh kiếp thiên thu Cho nên bây giờ tôi âu sầu áo não Tôi quá chừng ư buồn cho nên trong khi đó là mấy con quỷ sứ đó hen là mấy cái con coi như là như vậy con nào cũng hết sức là buồn rầu vô cùng rồi thôi giờ nói qua đi bây giờ cũng đồng thời cái tớp ngã quỷ kia nó cũng bị đỏ vậy cũng cổ nhỏ cũng bụng to vậy nhưng mà con nào cũng coi như là cái mặt mày nó tươi rối của bác anh em đạo cái miệng nó trong khi đó coi như là nó nhích mép nó cười hoài cao tót tết nó cười cái bớt tức lý ông năng đạo nó ủa đồng thời cũng tớp ngã quỷ này mà nó âu sầu áo não nó buồn khổ vô cùng còn cái tóc ngã quỷ này cũng bị đỏ y chân như vậy mà tại sao nó cười tót tét vậy à? hả ông nó vui vẻ bắt đầu trong cái à, ông năng đàn lần hỏi nó bây giờ ta hỏi các ngươi nè tại sao ngươi cũng bị đỏ y như vậy mà ngươi lại coi như là có một cái niềm vui có cái gì mà trong tư tưởng chứ tôi biết coi nó không có gì lạ chân á tôi biết tôi bị đỏ là cái quả nghiệp của tôi nhưng mà sở dĩ hôm nay tôi vui đó là tôi thấy được, tôi thấy được ở trên dương gian á, là con của tôi, là cháu của tôi, dòng họ của tôi biết tu, hằng ngày tu cầu nguyện cho tôi, hằng ngày bố thí phóng sanh hồi hướng cho tôi và trong những ngày đám dỗ, cúng chay rồi cầu nguyện cho tôi, cho nên tôi tỉnh tưởng rằng là cái kiếp thân ngạ quỷ của tôi trong thời gian này không bao lâu nữa là tôi thoát được cái kiếp ngạ quỷ cho nên tôi vui vậy thôi, ha. Thì cũng đồng thời đỏ thân ngã quỷ Mà cái tết này vui nè Thì bây giờ qua đúng với câu này Câu này đồng đạo mới nêu lên đó là tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đại Rồi nguyện làm cho đẹp mặt mày Thì nguyện làm tất nhiên là chúng ta làm nè Đám dỗ làm chay Nguyện làm là chúng ta coi như là tu là ăn chay là niệm Phật Nguyện làm là bố thí phóng sanh Nguyện làm là đem công đức hồi hướng cho ông bà Đó là nguyện làm Nguyện làm cho đẹp mặt mãi Là mình nguyện làm như vậy Đang cho đẹp mặt nở mày Đối với ông bà tổ tiên của mình bị đỏ Mà bị đỏ đi chăng nữa Thì bây giờ sao trong thời gian Là ông bà mình cũng được thoát kiếp Để mà được giảng sanh về cực lạc Cô bác anh em dùng đạo Cho nên trời một mặt sáng đại thiên hạ cầu Một cây đưa cả mua người Tu là việc lớn con ơi cứu cha mẹ được Độ người cũng xong phải không Vì vậy cho nên nếu như con đất đạo cứu ăn cha mẹ Mà cha mẹ thành diệu trẻ qua chuông hoặc giả là Đức Thầy bảo cho chúng ta biết ráng tu đắc đạo cứu cử quyền Thoát chúng mê đồ đến cảnh tiên Ngõ đáp ơn dạy công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền Thấy không Mà hiện tại chúng ta nếu như mà chúng ta thoát được cái thân của mình Mà mình cứu được ông bà cha mẹ tổ tông của mình Thì bây giờ không cứu được tổ tiên ông bà cha mẹ Mà lại còn làm xấu hổ gia môn Hại đời mình còn hại nhi tôn thật là một người không hiếu thảo cho nên bây giờ cái người tu chúng ta muốn làm cho đẹp mặt nở mày Thì nhẹ mình lướt khẩu sông mê Trái quan hết buộc não nề dứt sông Đổ siêu cha mẹ tổ tông Đổ luôn quyến thuộc khắp trong bầy đời Vì vậy cho nên đó tất nhiên là chúng ta nguyện làm Cho đẹp mặt mày tất nhiên là chúng ta làm bằng cách nào Để cứu được ông bà cha mẹ của mình Không còn như là ở nơi chính xứ nữa đó tất nhiên là cái bổn phận của mình Cô bác anh em trong đạo Đó là tu cầu tông tổ siêu thân Phật đài là không phải hàng ngày chúng ta tu cầu không Không phải cầu nguyện không Mà chúng ta còn phải làm tất cả các hành động như trên nữa Là bố thí phóng sanh hồi hướng cầu nguyện ăn chay niệm Phật làm lành Để mà hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình Đó là nguyện làm cho đẹp mặt mày Thoát nơi khổ hải Liên đài được lên Mới mong nhờ đức cả bề trên mà đổ con yên ổn dưỡng bệnh cầu tu Vậy thì bây giờ trong hàng ngày chúng ta cầu nguyện cái bài nguyện như trên Mà hôm nay có dịp mà chúng tôi trình bày cùng với quý vị Là không những chúng ta cầu mà chúng ta còn phải thực hiện qua những điều kiện Để mà bồi đắp cho cái duyên phước cho ông bà, cha mẹ của mình Là nhờ cái duyên phước ấy mà không còn bị sanh tử lưng hầu nữa có bác anh em dân đạo thôi đề tài đến đây cũng xin, chấm dứt và xin trả lại cho dân chủ ý kiến quý vị nam mô cũng xin cảm phật nam mô a di đà phật hết giờ chưa chưa